Tập 3. Bác sĩ Mộc. Tiểu Ngọc, có chuyện gì sao? Bác sĩ Mộc, tôi phát hiện một người ở gần nhà tôi bị thương nặng lắm. Bị thương sao? Cô có quen không? Tôi không quen, cũng chưa gặp bao giờ. Anh ta còn trẻ lắm, cả người đầy máu, nằm sắp bất động, gọi cũng không trả lời. Nhưng người vẫn còn ấm, vẫn còn thở. Nhưng tôi không nhìn ra là bị thương ở đâu. Tôi không biết làm sao nên tới tìm anh. Đừng sợ, dẫn tôi qua đó xem sao. Đi. Lỡ là kẻ xấu hay thổ phỉ thì sao? Vậy thì càng phải đi xem, cứu cho tỉnh thì biết thôi mà. Đợi tôi chút, tôi lấy túi cứu thương. Được. Đi. Đứng lại. Nửa đêm mà đi đâu vậy? Đi cứu người. Cứu ai? Không biết. Không biết là ai mà cũng dám cứu sao? Cứu cho tỉnh thì biết thôi mà. Vậy được, tôi đi cùng hai người. Anh cũng đi sao? Anh không sợ thổ phỉ sao? Dương Mũi này sợ gì ai? Tôi có súng mà. Dũng được đi. Đi. Bác sĩ Mộc, anh nhìn nè bác sĩ Mộc. Cẩn thận. Bị súng bắn, có hai chỗ, tay chân đều trầy nát. Nhìn là biết bò từ rất xa tới đây. Bị thương do súng, lỡ là thổ phỉ thì sao? Nhưng cũng có thể là bị thổ phỉ bắn. Cứu cho tỉnh là biết thôi. Nhưng tôi nói trước nha, người này là do anh muốn cứu. Nếu đúng là thổ phỉ thật thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Tiểu Ngọc, làm chứng cho tôi nha. Được, không vấn đề gì. Nếu anh ta đúng là thổ phỉ thì tôi chịu trách nhiệm. Tiểu Ngọc, nhà cô có tấm ván cửa nào còn dư không? Có. Đi lấy một tấm, khiêng anh ta về. Được, đi. Vừa rồi, Dĩ Diễm nói với anh rồi đúng không? Dạ, cục trưởng đã ra lệnh cho tôi rồi. Tôi nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh. Anh xuất thân từ Cám Châu, tôi rất yên tâm. Lần này cử anh về Trà Thành, thay vì nói đây là lựa chọn của Đảng Quốc dân dành cho anh, thì đây là lựa chọn của lịch sử thì đúng hơn. Người ta nói giữ chắc ngọn sống khi nó gầm, đỡ lấy tòa nhà khi nó nghiêng. Không thành công thì cũng thành nhân. Lần này về đường đi rất nguy hiểm. Tôi tặng anh hai câu. Một, đoàn kết tất cả những lực lượng có thể đoàn kết. Hai, chỉ một tia lửa cũng có thể thành đám cháy. Hai câu này không phải do tôi nói, mà là từ người đã ép chúng ta phải tới hòn đảo nhỏ này. Bản điều khiển máy bay ngừng hoạt động, xin quay về điểm xuất phát. Không được. Anh biết bản điều khiển máy bay ngừng hoạt động nghĩa là gì không? Bắt buộc ta phải quay lại. Cũng chưa biết chúng ta có về được hay không. Lái máy bay là việc của anh. Hôm nay tôi chỉ biết, dù có đất tan nát cũng phải tới Trà Thành. Việc này liên quan tới vận mệnh của đảng. Không thành công cũng phải thành nhân. Rõ. Cùng sát trùng, iốt. Giao bộ. nhíp nhộn. Thêm một cái nhíp nữa. Sao rồi? Phẫu thuật xong rồi, nhưng bị thương rất nghiêm trọng, phải tiêm một mũi giảm đau. Thân phận người này còn chưa biết mà đã cho dùng thuốc giảm đau. Cái đó mắc lắm biết không? Đồ phá của. Trung đội trưởng Đào, đại hội xét xử công khai chuẩn bị xong chưa? Nhớ theo dõi Đào Đại Lô nha. Sao vậy? Cậu không tin tôi sao? Sao có chuyện đó được? Hôm nay tôi buồn ngủ rồi, không nói nhiều với cậu nữa. Chủ tịch La, tối nay tôi ở đâu? Lát nữa tôi sắp xếp cho. Được, khoan đã Trung đội trưởng Đào, anh lại đây xem thử. Đây có phải người Sơn Trại Đồng La không? Ăn mặc như vậy thì không giống. Thổ phỉ Sơn Trại Đồng La có trang phục riêng. Anh cứ kệ lời tôi đi, cần dùng thuốc thì cứ dùng. Chủ tịch La, đưa tôi tới chỗ ngủ được không? Được, chúng ta đi. Nhớ giữ lại một ít, thuốc đó mắc tiền lắm. Nhớ tiết kiệm đó. Ngồi đi. Không ngủ được sao? Biết vậy đã không uống ly cà phê của anh rồi. Nếu biết trước cô không ngủ được thì tôi đã không đưa cà phê của mình pha cho cô uống. Hồi trước tôi hay uống lắm. Đây là lần đầu uống mà mất ngủ đó. Vậy là có tâm sự rồi. Sao anh chưa ngủ? Anh cũng có tâm sự sao? Hôm nay trải qua hơi nhiều chuyện, tôi phải tiêu hóa nó đã. Có bất mãn với Trung đội trưởng Đào sao? Dối trá. Được rồi, tôi thừa nhận. Tôi có hơi tủi thân một chút. Thực ra trong chuyện thuốc men, tôi nghĩ Trung đội trưởng Đào có tư cách ý kiến với anh đó. Hồi trước lúc quân đội tấn công Long Hổ Quan, Trung đội trưởng Đào bị thương ở sườn. Để tiết kiệm thuốc men cho những đồng đội cần hơn, anh ấy đã mổ mà không dùng thuốc men. Không tin anh cứ đi hỏi, ai trong quân cũng biết hết. Tôi có nghe nói rồi. Tôi cũng tin chuyện đó. Năm đó Bí Thư Tạ bị thương cũng vì kiên quyết không dùng penicillin nên mới suýt mất mạng. Bình thường họ không nỡ dùng thuốc đó cho bản thân, nhưng khi tiếp nhận những quan binh tham gia khởi nghĩa như bọn tôi, Bí Thư Tạ đã cho những cựu đảng quốc dân như chúng tôi dùng những loại thuốc tốt nhất của quân giải phóng. Tin là được rồi. Nghe nói anh học đại học ở Mỹ phải không? Đại học Đức. Nhưng tôi chưa học xong. Vậy tại sao anh khởi nghĩa? Tại sao muộn như vậy mới khởi nghĩa? Tôi nghi ngờ cô không ngủ được không phải vì ly cà phê của tôi đưa. Vì thì chỉ cái gì? Là vì cô không tin một kiếm thần này nên mới không ngủ được. Để tôi nói thẳng luôn, bất cứ ai có lương tri, có đầu óc thì đều nhìn ra được Đảng Cộng sản mới là niềm hy vọng của dân tộc Trung Hoa. Điểm đơn giản nhất, giống như cô mới nói đó, Trung đội trưởng Đào bị thương, kiên quyết không dùng thuốc mê. Bí thư Tạ bị thương, kiên quyết không dùng penicillin. Những thứ này trong quân đội Đảng Quốc dân tuyệt đối không thể xuất hiện. Nhưng những thứ này lại có rất nhiều trong quân Đảng Cộng sản. Đương nhiên, đây chỉ là một phương diện nhỏ, nhưng góp gió thành bão. Điều đó khiến tôi cảm động. Tôi thấy may mắn vì đã tham gia khởi nghĩa. Còn tại sao khởi nghĩa muộn như vậy? Vì tôi là người Quế Lâm. Nói thật lòng, tôi đã từng ôm ảo tưởng đối với quân Quảng Tây. Tới khi họ rút khỏi Vũ Hán, tôi mới thực sự nghĩ tới đường ra của dân tộc và đường ra của cá nhân mình. Vậy còn cô, sao cô lại cắt đứt quan hệ với người nhà? Tôi sao? Vì tôi có lương tri và đầu óc. Học một hiểu 10. Tôi thấy ba cô rất tốt. Ông ấy tích cực yêu cầu tiến bộ, rất ủng hộ công việc của chúng ta. Có một người cha yêu cô như vậy, đáng lẽ cô phải vui mới đúng. Từ khi Trà Thành giải phóng, đúng là ông ấy thể hiện rất không tồi. Nhưng tôi vẫn muốn xem biểu hiện tiếp theo của ông ấy. Đồng chí Tiểu Long, tôi phát hiện ra một vấn đề. Xét từ biểu hiện hôm nay của cô, tôi nhận ra cô không chỉ đơn giản yêu cầu cao với bản thân, mà đối với chiến hữu, với bạn bè xung quanh, kể cả người thân của cô đều yêu cầu rất cao. Hôm nay tôi cố ý mà. Nói thiệt cho anh biết, Trung đội trưởng Đào cũng cố ý đó. Thực ra khi anh ấy đi qua xem loại súng của đối phương, đã phát hiện trong súng của người đó không hề có đạn, chỉ là phô trương thanh thế thôi, nên mới nổ súng dọa họ. Dù sao cũng lấy được lương thực rồi. Tôi cứ tưởng gì, hóa ra Trung đội trưởng Đào chỉ dọa họ sao? Vậy chú Chiêu Quý chắc là thảm lắm. Chó nhà cô thông minh thật đó. Có điều, tôi vẫn không đồng ý cách này của cô. Cô nghĩ đi, tới cuối cùng cô vẫn phải trả lại số lương thực đó. Hơn nữa, trước đó ba cô đã đồng ý nguyên góp 5 tấn lương thực cho chính quyền huyện rồi. Có thông báo cho tôi đâu. Hơn nữa, nhà họ Châu nhiều ruộng đất như vậy, phải quyên góp 50 tấn, 500 tấn mới đúng. Đây là hai chuyện khác nhau. Thôi được rồi. Tôi thấy anh không ngủ được, sợ anh buồn nên mới ra ngồi với anh. Giờ tôi nói xong rồi. Được rồi. Cảm ơn ý tốt của cô. Nói chuyện với cô xong, cảm xúc tôi cũng bình thường trở lại rồi. Thực ra tôi cũng giống anh, đều xuất thân từ phe phản động, nên tôi rất hiểu suy nghĩ của anh. Người như chúng ta muốn cải tạo bản thân thì sẽ là một quá trình rất dài, nên yêu cầu của chúng ta với bản thân cũng phải cao hơn người khác mới được. Vậy chúng ta cùng cố gắng thôi. Tôi nói nè bác sĩ Mộc, anh cứ rửa tay kiểu đó không sợ tróc da hay sao? Anh không thương tay mình cũng phải thương nước ở quê chứ. Đi đi. Tay của bác sĩ Mộc là tay từng học y ở đại học bên Mỹ đó. Cứu người đều dựa vào đôi tay mà. Hơn nữa, bệnh từ miệng mà ra đó biết không? Hai người cùng một vụ từ khi nào vậy? Nhấc chân lên. Có biết ăn bẩn sống lâu không? Hành quân đánh giặc làm gì rảnh rửa tay nhiều như vậy? Trung đội trưởng Đào, hành quân đánh giặc lại càng phải chú ý vệ sinh. Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh là thường thức mà. Nếu bị bệnh lại ảnh hưởng tới sức chiến đấu. Tôi thấy anh hao hết công sức vào việc chỉnh kiểu tóc với rửa tay rồi. Làm gì còn rảnh gom lương thực làm cách mạng nữa. Được rồi, Trung đội trưởng Đào, tôi rửa tay xong rồi, xuất phát thôi. Hôm nay không mặc áo da giai cấp tư sản nữa sao? Bác sĩ Mộc, Áo da của cậu nè, mặc đi. Chú La, áo da này tặng cho chú đó. Tặng tôi thứ đắt tiền vậy sao? Đúng vậy, tặng cho chú đó. Vậy còn mặc gì? Quân giải phóng mặc gì thì tôi mặc cái đó. Đồng chí Tiểu Long, giúp tôi vấn. Được rồi, Trung đội trưởng Đào, không đợi các anh nữa. Tôi tới hội trường đây. Tối qua có sấm à? Đâu có, tôi không nghe thấy. Không sấm không động đất, sao tự nhiên cậu ta thông não vậy? Đứng đó làm gì? Lấy kia ra hút đất đi. Được. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa muôn năm, Đảng Cộng sản muôn năm, Chủ tịch Mao muôn năm, giải phóng đảo Hải Nam, đã đảo Đài Loan. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa muôn năm. Thưa các đồng chí, thưa người dân ở thôn Liên Hoa, tôi xin báo cho mọi người một tin tốt. Thủ lĩnh nhóm thổ phỉ phản động gây nguy hại cho Trà Thành nhiều năm qua là Đồng Đầu Loa, hôm qua đã bị quân ta bắt giữ rồi. Hay lắm. Quân giải phóng muôn năm, đã đảo thổ phỉ ác bá. Tiếp theo, đưa thủ lĩnh thổ phỉ phản động Đồng Đầu Loa lên đây. Đánh đi, 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 đánh hắn đi, đánh hắn đi, đánh đi, đánh hắn đi, đánh đi, đánh chết hắn đi, đánh chết hắn đi. Quỳ xuống. Đánh đi, đánh chết hắn đi, đánh đi, đánh chết hắn đi, đánh chết hắn đi, đánh chết hắn đi, đánh chết hắn đi. Thưa các đồng chí, thưa người dân ở thôn Liên Hoa, theo đà thắng lợi liên tiếp của quân giải phóng, tình thế cách mạng ở Trà Thành cũng đang ngày một tốt lên. Đông đảo quần chúng đều thể hiện được ý thức cách mạng cao độ, đã hỗ trợ rất nhiều cho công việc của huyện ủy và chính quyền huyện, giống như Châu Bồi Long tiên sinh của thôn Liên Hoa ta không ngừng quyên góp 5 tấn lương thực cho huyện, mà còn cung cấp tin tình báo kịp thời, giúp quân đội truy bắt thành công tên thủ lĩnh thổ phỉ phản động Đồng Đầu Loa, tội ác chồng chất này. Hay lắm, làm tốt lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Vừa hỗ trợ việc gom lương thực của chính quyền, vừa giúp chúng ta mở ra cục diện quét sạch thổ phỉ và chống ác bá. Quét sạch thổ phỉ và chống ác bá là mục đích để giữ vững thành quả thắng lợi của chúng ta, bảo vệ đất nước của chúng ta không bị các phần tử phản động phá hoại. Huyện ủy và chính quyền huyện kêu gọi quần chúng học hỏi cho Bồi Long tiên sinh, tiếp tục giúp chính quyền hoàn thành công tác gom lương thực, thấu triệt công tác diệt phỉ dẹp loạn. Hay lắm. Châu tiên sinh tiến bộ nhanh thật. Hay lắm. Đây gọi là mẫu điển hình. Ông không hiểu đúng không? Châu tiên sinh đúng là giác ngộ cao. Nhưng việc bắt Đồng Đầu Loa không liên quan gì tới ông ấy. Huyện Phó Cam nói như vậy là muốn cho người dân và các thế lực phản động biết rằng người có uy danh nhất ở Trà Thành cũng đồng lòng với chính quyền nhân dân. Đã tới điểm đích, chuẩn bị nhảy dù. Tổ trưởng, trời đã sáng rồi, giờ mà nhảy dù chắc chắn sẽ bị quân Cộng sản phát hiện. Một khi không trở lại, hay chúng ta về đã. Hôm khác tới sau, núi xanh vẫn còn, không sợ không có củi đốt. Anh có biết để máy bay bay được một chuyến như vậy phải qua bao nhiêu thủ tục, tốn bao nhiêu $Mỹ không? Anh có biết tính mạng 10 vạn quân đảng quốc dân đang nguy cấp không? Vận mệnh của đảng phụ thuộc vào lúc này. Tôi hiểu mà. Nhưng nếu bị phát hiện thì chúng ta cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Anh có thể chọn nhảy xuống cùng tôi, hoặc giờ tôi sẽ bắn anh. Được, tôi nghe theo anh. Tiếp theo tôi xin đọc thông cáo của chính quyền nhân dân huyện Trà Thành. Thông cáo: thủ lĩnh thổ phỉ phản động là Thắng Khung, biệt danh Đồng Đầu Loa, người thôn lật một áp tử tông. Là Thắng Khung và đồng bọn phản động của hắn đã cố thủ ở Sơn Trại Đồng La trong thời gian dài và giết người vô tội một cách bừa bãi, cướp đoạt tài sản của dân. Không giết hắn thì không thể làm yên lòng dân. Chính quyền nhân dân huyện Trà Thành quyết định kết án tử hình thủ lĩnh thổ phỉ phản động La Tán Côn, đã xác minh thân phận, lập tức thi hành, đánh chết hắn đi, 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 đánh chết hắn đi. Có lính nghĩa vụ, có đặc vụ, là đặc vụ, là đặc vụ. Các đồng chí bảo vệ lãnh đạo huyện, canh giữ Đồng Đầu Loa cho kỹ, không được hỗn loạn, đừng hỗn loạn, bắt đặc vụ nhanh lên. Chạy mau! Đồng Đầu Loa chạy rồi, mau đuổi theo. Các đồng chí, mau đuổi theo. Phu quân, nương tử, rút, nhanh lên. Chú La, mọi người canh giữ tên này đi. Dương Mùi, chúng ta đuổi theo Đồng Đầu Loa. Được. Lão già Châu Bồi Long này, nhanh lên Sông Hiển, súng đâu? Đi theo phu quân, đi. Bà có thấy đám thổ phỉ có súng đi qua đây không? Đứng lại. Nhanh lên. Châu Bồi Long, phu quân, quay lại đi phu quân. Đi. Đi. Người đâu mau lại đây, lão gia có chuyện rồi. Bên kia. Đi, nhanh lên. Đi. Chú Chưa Quý, chờ phút, lão gia có chuyện rồi, mau đi. Đi mau. Ở đây. Có bị thương không? Không. Đuổi theo. Đuổi theo. Bên kia. Bên kia. Đuổi theo. Cẩn thận. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đi mau, đừng cản ta. Phu nhân. Thật thái, đi mau. Không sao chứ? Tôi không sao. Cảm ơn bác sĩ Mộc. Lạ thật, tôi chỉ bắn vào vai hắn, sao hắn lại chết được? Bắn vào vai cũng chết được sao? Tôi ít học, nhưng đừng hòng lừa tôi. Đốt sống cổ thứ 7 bị gãy. Đồng Đầu Loa bị lựu đạn của đồng chí Tiểu Long đập chết. Cái gì? Lựu đạn cũng đập chết người sao? Càng nói càng vô lý. Không vô lý chút nào. Xương ở chỗ đó rất yếu, chỉ cần da chạm nhẹ cũng có thể khiến mất mạng. Có muốn thử không? Đừng. Đồng chí Tiểu Long, gì vậy? Tôi nể cô thôi. Lựu đạn chưa rút chốt mà vẫn đập chết người được. Cô mà rút chốt chắc giải phóng được cả đảo Hải Nam luôn. Đồng chí Tiểu Long rất điềm tĩnh và dũng cảm. Nhiều khi các đồng chí nam chúng tôi chưa chắc đã bằng cô. Ba tôi đâu? Châu tiên sinh, ông không sao chứ? Không sao, bọn họ ở bên kia. Đại ca, Trung đội trưởng, chúng tôi tới trễ quá. Đừng gọi như vậy. Lão gia, ông không sao chứ? Ba, tim ba vẫn ổn chứ? Ba vui lắm. Nếu không nhờ con thì ba xong đời rồi. Nếu là chiến sĩ cách mạng nào khác, con cũng sẽ cứu thôi. Chắc chắn rồi. Cảm ơn đồng chí nha. May có các cậu ứng cứu. Hôm nào phải tới nhà tôi để tôi báo đáp đàng hoàng nha. Rất hân hạnh được đón tiếp. Bác đừng khách sáo. Đây là công việc chúng tôi nên làm mà. Bác sĩ Mộc, đặc vụ nhảy dù kia hôn mê rồi. Ủy viên Phó Cam kêu anh tới hiệp hội nông dân cứu người. Được. Bác trai, bác về nghỉ ngơi đi. Sau này sẽ gặp lại. Sau này còn gặp lại. Cô cũng đi đây. Được, cẩn thận đó. Bác sĩ Mộc, người tối qua anh cứu biến mất rồi. Biến mất rồi sao? Chắc chưa đi xa đâu. Tìm xung quanh chưa? Tôi và chú La dẫn người tìm khắp xung quanh rồi, nhưng không tìm thấy. Vết thương anh ta chưa lành miệng, tôi sợ sẽ nhiễm trùng. Vậy rồi thì kệ đi. Xem đặc vụ kia đã. Được. Quỳ Phó Cao, bác sĩ Mộc, mau kiểm tra xem. Tình hình anh ta rất nguy cấp. Xác nhận thân phận chưa? Qua đây xem đi. Vàng, súng ngắn, máy phát tín hiệu, không thiếu thứ gì. Và giấy thông hành màu xanh. Nghe thấy tôi nói không? Nghe thấy thì chớp mắt một cái. Dương Mùi, đứng đó hóng chuyện hay sao? Cậu biết khám bệnh lúc nào vậy? Nói nhỏ thôi. Hình như đang nói ám hiệu liên lạc gì đó. Ám hiệu liên lạc cái gì? Vậy cậu là đặc vụ liên lạc hay sao? Nghiêm túc đi, giờ là lúc nào rồi? Rõ. Nếu đau thì chớp mắt. Chỗ này đau không? Bảo vệ bất động. Quỳ Phó Cam bị tràn khí màng phổi do té từ trên cao xuống. Tiểu Ngọc, lấy cho tôi thau nước sạch. Chú La, dùng giúp tôi thau nước nóng. Tiểu Long, lấy túi cứu thương cho tôi. Được. Quỳ Phó Cam, tôi nghe rõ rồi. Hình như là hai câu thơ. Một câu là người sắt không rơi nước mắt gì đó. Câu sau là bảo vệ cái gì đó. Chắc đây là tin tức hoặc ám hiệu quan trọng nào đó. Anh nghĩ đi, bị thương tới mức đó rồi, làm gì còn tâm trạng mà ngâm thế. Còn nghe ra được là thơ đường sao? Đương nhiên, tôi nói rồi mà, tôi là dòng dõi thư sinh. Dù sao cũng là đặc vụ thì thà tin lầm còn hơn bỏ sót. Sao rồi? Chắc không vấn đề gì. Bác sĩ Mộc, có nước sạch rồi. Mọi người tránh mặt chút đi, đừng ảnh hưởng bác sĩ Mộc chữa trị. Được. Tôi bắt đầu nha. Bắt đầu đi. Sao lại chết rồi? Đặc vụ này có lẽ lúc nhảy dù xuống bị té gãy xương, phần xương sườn gãy, đâm thủng phổi, nên dẫn đến tràn khí màng phổi cho vết thương. Tôi dùng kim tiêm vào ống hút chỉ vì một mục đích, đó là để không khí vào được khoang ngực, duy trì tim đập. Anh nói cả buổi, nhưng tim của đặc vụ kia vẫn ngừng đập rồi còn gì. Đúng. Nhưng xét nguyên nhân cái chết của đặc vụ này thì không giống như bị ngạt thở. Phải nói sao đây? Giống bị trúng độc hơn. Trúng độc sao? Bác sĩ Mộc, ở đây chỉ có anh là bác sĩ, anh nói ra thì phải chịu trách nhiệm đó. Đương nhiên. Nên tôi cần mang thi thể về viện hoặc chuyển đến bệnh viện của quân đội phân khu để kiểm tra kỹ hơn. Khi có kết quả cuối cùng thì tôi có thể kết luận được. Bác sĩ Mộc, anh cũng đừng vì làm chết người mà lấp liếm như vậy. Theo lời anh ta nói thì anh ta không phải nghi phạm, mà tất cả những người còn lại trong phòng đều là kẻ tình nghi sao? Tôi nói rõ trước nha, tôi không hề đụng vào đặc vụ. Chưa chắc đâu. Trong phòng này ngoài bác sĩ Mộc ra, có mình anh tiếp xúc gần với đặc vụ thôi. Nè Long Chỉ Văn, cô nói hơi khó nghe rồi đó. Tôi có đụng vào hắn ta, nhưng mục đích là gì? Tôi đi trinh sát, tôi nghe tin tình báo từ miệng hắn ta. Đó là tôi. Đúng rồi. Tôi nghi ngờ Mộc Kiến Thần. Mộc Kiến Thần có thể là đặc vụ. Anh ta sợ đặc vụ lộ sơ hở, cho nên anh ta giết luôn đặc vụ. Đây là giết người diệt khẩu. Giết người. Đồng chí Dương Mùi Mùi, không được kết luận lung tung. Đồng chí Dương Mùi Mùi, tôi cũng nói rõ luôn, đâm ống hút vào cổ là một phương pháp ít gặp để chữa tràn khí màng phổi. Cách này có thể không hữu dụng, nhưng chắc chắn không thể gây ra chết người được. Anh hiểu không? Tôi không hiểu anh nói gì. Tôi chỉ thấy anh bận tới bận lui trên người hắn, lúc thì đâm kim tiêm, lúc thì ống bút. Sau đó hắn ta chết. Dương Mùi Mùi, tôi nói rồi, đặc vụ này chết có thể vì nguyên nhân khác. Còn nữa, anh có thể nghi ngờ y thuật của tôi, nhưng không thể nghi ngờ nhân phẩm của tôi. Được rồi đó. Đâm bút vào cổ người ta thì tốt đẹp cỡ nào được. Anh... Thôi được rồi. Chuyện này chỉ dựa vào chúng ta chưa chắc đã nói rõ được. Cứ làm theo ý bác sĩ Mộc, đưa thi thể về viện. Nếu cần thì đưa tới phân khu để giám định cho rõ ràng. Trung đội trưởng Đào, cậu dẫn theo lính của mình hộ tống thi thể về viện đi. Mang theo kim tiêm và bút luôn, sau đó gửi tới văn phòng tôi. Rõ. Bác sĩ Mộc, xin lỗi cậu. Trên đường về, mong cậu cũng khó chịu một chút, đề phòng bất trắc. Một Kiếm Thần, giờ anh là kẻ tình nghi lớn nhất. Lai Hỷ, có trốn người lại. Không vội, đợi xuất phát rồi tính. Thực ra tôi cảm thấy bác sĩ Mộc sẽ không trắng trợn vậy đâu. Chúng ta đều ở đây mà lại dám giết đặc vụ, nếu vậy thì trí tuệ có hơi... Sao anh nói xuôi nói ngược, tròn méo gì cũng được vậy? Có lập trường không vậy? Vậy mới nói cậu ta gió chiều nào thì theo chiều đó mà. Không phải. Anh nghĩ đi, các anh muốn trói bác sĩ Mộc chứ đâu phải tôi. Nhằm vào tôi làm gì? Chúng ta chỉ là mâu thuẫn nội bộ thôi. Nhìn kìa, đó là một cái dù nhảy. Tôi thấy rồi. chắc chắn là của Đài Loan. Hai anh qua coi thử có đồ đạc gì không, tôi đi báo cáo sư đoàn trưởng. Được. Wow.